Đây. Đấy, cây ổi của anh chủ bonsai lấy được trả ngắm gì giá 8 triệu rưỡi, bắt buộc phải cắt cành này đi mới được 8 triệu rưỡi nhá. Tay chủ nhà phải cắt. Người đi mua cây người ta hay kiêng mà không muốn tự tay cắt nọc của mình, nhưng mà chủ nhà phải cắt. Ôi, để mà cành này mà là cây dâm chuối được, là dâm được đấy. Bỏ ra. Đấy, các bác thấy không? Nhìn nó khác hẳn chưa? Rồi bây giờ lại lãi 500 rồi, giả 9 triệu. Đây nào. Không cần đưa. Của anh 1 phút 05 thì cho hẳn phút rưỡi. Với cả quay ba, bây giờ chú ghép cái vừa đấy bây giờ đang quay tầm 4 giờ chiều nó còn mặt trời mình chẳng mơ. Đó. Đó. Quay. Quay.